Nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, sáng nay, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ viếng có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội. Tham gia đoàn có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng cùng lãnh đạo các ban bộ ngành, đoàn thể Trung ương. Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, cùng các đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, lãnh đạo Tổng cục Chính trị. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng bày tỏ sự biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, làm nền tảng xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, độc lập, thống nhất, ngày càng phồn vinh và phát triển. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta quyết tâm kiên trì theo con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, ra sức vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người để đưa sự nghiệp cách mạng vươn tới những tầm cao mới, sánh vai cùng các cường quốc Nam châu. Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã bày tỏ lòng tưởng nhớ, biết ơn sâu sắc những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ.